gian của Hoài Đức đã toàn thắng giải ba. Mang khối xanh, Chanel, Maido vào giữa giới. Maido chuẩn bị nghe hiệu lệnh cho đài trống làm lễ xe đài. Alo, chúng tôi xin thông báo này, năm vừa rồi là với cái biến xe đài rất đẹp biểu diễn cho cán bộ và nhân dân và quý khách trong trung tâm. Năm vừa rồi ban tổ chức cũng thống nhất là hỗ trợ thêm 500 người nữa để trong nữa nhân dân chúng ta sẽ tiếp tục biểu xe biến trận biểu diễn xe đài của hai đô đô Tân và đô Bình Thường là một đô đô tổng số trị giá là 2 triệu đồng. Vâng. Hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Trên cả tuyệt vời luôn, các đồ quá nóng bội để rồi sử dụng đôi Bùi Minh Thường đã sử dụng các ông đấm lưng ông vừa rồi. Bài đô biên giới chúng tôi xin công bố kết quả trận thi đấu vừa qua. Ở trận thi đấu vừa qua, đôi Bùi Minh Thường đã toàn thắng giải đấu ra này. Làm ơn em đóng lại cú đỏ.